Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức nóng trên kênh tin tức của chúng tôi. Ngay sau đây là những thông tin chúng tôi mới cập nhật về những vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm trong những ngày gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong tuần thứ tư diễn ra phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm của đại án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB, có 200 luật sư cùng các bị cáo đã trình bày quan điểm đối đáp lại luận cứ buộc tội của cơ quan công tố. Trong đó, một số luật sư tham gia phiên tòa vẫn còn băn khoăn về tội danh, mức án, hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Cụ thể, theo luật sư Trương Thanh Đức, bà Trương Mỹ Lan không ký bất kỳ hồ sơ vay và đảm bảo vay tiền nào, chỉ lo việc đưa toàn bộ tài sản, dự án có giá trị nhằm đảm bảo khoản vay tái cơ cấu ngân hàng. Ngoài ra, để truy tố và xét xử bà Lan về tội tham ô tài sản, thì phải chứng minh bà Lan là người có chức vụ quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với tài sản chiếm đoạt. Luật sư cũng băn khoăn về việc xác định thiệt hại của vụ án Vạn Thịnh Phát, việc sử dụng chứng thư thẩm định giá của công ty Hoàng Quân để thay thế kết luận giám định của cơ quan chuyên môn là không hợp lý. Về tội đưa hối lộ, luật sư đánh giá lời khai của bà Trương Mỹ Lan, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu trưởng đoàn thanh tra, và ông Võ Tấn Hoàng Văn là không phù hợp với nhau. Trong phần bào chữa ngày 27 tháng 3, luật sư không đồng tình khi Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo Nhàn gặp gỡ thỏa thuận với bà Lan về việc chỉnh sửa kết quả thanh tra và nhận tiền, phạm tội với tính chất tinh vi xảo quyệt. Trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng phủ nhận việc chỉ đạo nhờ nhiều người đứng tên mở các công ty ma, thuê các pháp nhân, công ty thẩm định giá để nâng khống tài sản đảm bảo để làm hồ sơ vay, rút tiền của SCB, sau đó đưa một phần tiền về cho mình sử dụng. Luật sư Phan Trung Hoài cũng là luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trình bày về hoàn cảnh gia đình, nhân thân của bị cáo, nguồn gốc quá trình kinh doanh của gia đình bà Trương Mỹ Lan và sự hình thành nên tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo luật sư Hoài, hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát chỉ bao gồm một số công ty nhất định. Đối với thông tin 1.000 công ty được cho là hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, luật sư cho rằng cần được xem xét thỏa đáng hơn. Về nguyên nhân, bối cảnh, hoàn cảnh xảy ra vụ án, luật sư Phan Trung Hoài cho rằng cần xem xét vai trò của bị cáo khi tham gia tái cơ cấu SCB trong thời điểm cần hợp nhất 3 ngân hàng yếu kém. Khi tham gia tái cơ cấu, bị cáo có vai trò là cố vấn ban hợp nhất. Nếu xác định có sở hữu của bị cáo tại SCB thì khi SCB bị thiệt hại, chính bị cáo cũng là người bị thiệt hại. Ngoài ra, quá trình hợp nhất 3 ngân hàng diễn ra trong suốt 10 năm, trải qua nhiều giai đoạn, có những khoản vay là để trả nợ cũ và dòng tiền không ra khỏi ngân hàng. Theo luật sư Hoài, không thể bóc tách các khoản vay nào là cho vay mới, trả nợ cũ hay khoản vay mới hoàn toàn. Luật sư đặt câu hỏi về số tiền thiệt hại trong vụ án liệu có phải chính là dư nợ tín dụng tại ngân hàng SCB hay không. Tiếp nối phần bào chữa, luật sư Nguyễn Huy Thiệp bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan cũng nêu băn khoăn về các cáo buộc hai tội danh nhận hối lộ và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cho hành vi lập hồ sơ vay vốn khống trong cáo trạng. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2012 đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn nhằm sử dụng vào các mục đích khác nhau. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB, gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 64.621 tỷ đồng. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền hơn 129.372 tỷ đồng. Như vậy, trong cả hai giai đoạn trên, hành vi của bà Lan đều là hành vi chỉ đạo lập khống hồ sơ vay vốn, nhưng kết luận của cáo trạng lại là truy tố bị cáo với hai tội danh là nhận hối lộ và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Luật sư Thiệp cho rằng, việc tách hành vi của bị cáo ra làm hai giai đoạn truy tố thành hai tội danh khác nhau là không phù hợp với dấu hiệu đặc trưng trong cấu thành tội phạm, không đúng nguyên tắc có lợi cho bị cáo theo quy định. Do đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại. Về tội danh tham ô tài sản, luật sư Thiệp cho hay, Điều 353 Bộ Luật Hình sự quy định, người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. Như vậy, muốn buộc tội Trương Mỹ Lan với hai tội danh này, cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh được bị cáo Lan là chủ thể đặc biệt, là người có chức vụ quyền hạn, có trách nhiệm quản lý đối với tài sản chiếm đoạt.
Trong khi đó, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và các cáo trạng lại xác định bị cáo Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ trong ngân hàng SCB. Vì vậy, theo luật sư Thiệp, không thể kết luận bà Trương Mỹ Lan là người có quyền lực chi phối, quản lý, điều hành SCB khi không có cơ sở xác định chức vụ của bị cáo này tại ngân hàng SCB. Cũng theo luật sư, việc suy diễn vì Trương Mỹ Lan nắm số cổ phần lớn nên có quyền lực chi phối, chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB là không có căn cứ, không phù hợp với quy định pháp luật. Nhất là việc bổ nhiệm những người điều hành tại SCB phải được ngân hàng nhà nước phê duyệt, không phải ai muốn làm gì thì làm. Trên cơ sở đó, luật sư Thiệp cho rằng khi không có quyền điều hành thì bà Trương Mỹ Lan cũng hoàn toàn không có trách nhiệm quản lý tài sản của ngân hàng SCB. Nếu có căn cứ để xác định bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt tài sản của SCB cũng không thể coi đó là dấu hiệu của cấu thành tội phạm. Cũng không thể coi đó là dấu hiệu cấu thành tội tham ô tài sản mà chỉ thuộc về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Về tội đưa hối lộ, luật sư Nguyễn Huy Thiệp đánh giá lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan, Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước và Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB còn tồn tại nhiều điểm mâu thuẫn. Bà Trương Mỹ Lan khai từng gặp bà Đỗ Thị Nhàn 2 lần nhưng không phải để đề cập hay thực hiện hành vi đưa hối lộ. Lần đầu tiên gặp với mục đích để Lan xác nhận với Nhàn tài sản đang đảm bảo cho các khoản vay tại SCB có phải là tài sản của bà Lan hay không. Lần gặp thứ hai là do Võ Tấn Hoàng Văn nhờ Lan gặp Nhàn để nói giúp việc sớm kết thúc thanh tra tại SCB. Bà Đỗ Thị Nhàn khai trong các lần gặp, bị cáo chỉ trao đổi với bà Lan về việc phải bán bớt tài sản để trả nợ cho SCB tại các phương án, dự án tái cơ cấu có sai phạm và chủ động tất toán, dọn sạch dư nợ của nhóm 71 khách hàng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh thì đoàn thanh tra sẽ không xem xét vi phạm các khoản vay của SCB mà chỉ xử lý hành chính. Trong khi đó, Võ Tấn Hoàng Văn lại xác nhận không tham gia các cuộc gặp giữa bà Lan và bà Nhàn nên không biết nội dung trao đổi, cũng như địa điểm gặp, chỉ nghe Nhàn nói lại là gặp Lan để hướng dẫn Lan tất toán khoản vay của nhóm 71 khách hàng này bằng cách cho khách hàng vay mới để trả nợ cũ. Về hành vi đưa hối lộ 4 lần với tổng số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ cho Đỗ Thị Nhàn để che giấu sai phạm tại SCB, Võ Tấn Hoàng Văn khai số tiền này do Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, cựu phó giám đốc ngân hàng SCB, cựu giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn lấy nguồn tiền riêng được chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy để rút ra, đổi thành đô la Mỹ và đưa cho Văn để chuyển đến Nhàn. Luật sư Thiệp cho rằng Nguyễn Phương Hồng đã mất, không thể đối chứng với lời khai của Võ Tấn Hoàng Văn. Như vậy, ngoài lời khai của Văn thì không có chứng cứ nào khác chứng minh Văn đưa 5,2 triệu đô la Mỹ cho bà Nhàn là theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Luật sư cũng đặt dấu hỏi về tính khách quan của lời khai duy nhất của Văn trong khi Văn không bị xem xét trách nhiệm tội đưa hối lộ. Cùng bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng ngày 3 tháng 1 năm 2023, ngân hàng SCB ký hợp đồng thuê công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá Hoàng Quân thực hiện thẩm định giá tài sản của SCB và lập chứng thư thẩm định nhằm xác định giá trị thị trường của các tài sản tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022. Theo luật sư Thanh, chứng thư thẩm định trên nhằm phục vụ công tác rà soát, đánh giá thực trạng tài chính của ngân hàng SCB, nhưng trong vụ án này, các chứng thư thẩm định giá lại được sử dụng như kết luận giám định trong tố tụng hình sự để đánh giá thiệt hại của SCB. Điều này khác hoàn toàn với mục đích ghi trong chứng thư. Luật sư Thanh lập luận để có thể xác định được hành vi của bà Trương Mỹ Lan có gây thiệt hại cho SCB hay không, có chiếm đoạt tiền của SCB hay không thì phải trưng cầu cơ quan chuyên môn thực hiện việc giám định, chứng thư thẩm định giá của công ty Hoàng Quân không thể thay thế kết luận giám định của cơ quan chuyên môn. Trước đó thì Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá trong quá trình xét xử, bà Trương Mỹ Lan đã không thừa nhận hành vi phạm tội, ngoan cố đổ lỗi cho cấp dưới và không ăn năn hối cải. Hành vi vi phạm của bị cáo gây thiệt hại số tiền lớn nên cần loại bỏ Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp mức hình phạt là tử hình. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tiếp tục với nội dung bào chữa cho 48 trên 86 bị cáo còn lại trong vụ án. Trong vụ án có 84 bị cáo đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt khoảng 948.000 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB sau khi đã trừ đi các tài sản đảm bảo.
Liên quan đến sai phạm của đoàn thanh tra, tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước tại SCB và lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, trong sáng ngày 26 tháng 3, luật sư đã bào chữa cho bị cáo Trần Văn Tuấn, thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp, vụ 2, thanh tra chính phủ. Đáng chú ý, các luật sư bào chữa cho bị cáo Tuấn cho rằng vai trò của bị cáo Tuấn rất mờ nhạt trong vụ án, khi không có bị cáo thì tội phạm vẫn diễn ra. Theo cáo trạng, với vai trò là tổ trưởng tổ thanh tra số 4 đợt 1 và thành viên tổ 1 đợt 2, Tuấn đã nhận 6.000 đô la Mỹ và 40 triệu đồng từ ngân hàng SCB để không báo cáo đúng, đủ trung thực, khách quan về các sai phạm của SCB về 18 khách hàng vay vốn tại dự án chợ vải. Đồng thời, đồng ý thu hẹp phạm vi thời kỳ thanh tra đối với nhóm 71 khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai. Bị cáo biết rõ sai phạm của 52 trên 71 khách hàng tại địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai phải chuyển cơ quan điều tra để làm rõ, nhưng thống nhất ký báo cáo kết quả thanh tra của đoàn thanh tra không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra xử lý. Quá trình điều tra, Trần Văn Tuấn đã nộp đủ 6.000 đô la Mỹ và 40 triệu đồng để khắc phục. Luận tội, Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo Tuấn thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền vụ lợi, không có tiền án, tiền sự, có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm BSTV khoản 1 và khoản 2, điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị Tuấn từ 3 đến 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tại tòa, luật sư bào chữa cho rằng thân chủ của mình chỉ có vai trò thứ yếu, làm công ăn lương, không có bị cáo Tuấn thì tội phạm vẫn diễn ra. Tự bào chữa, Tuấn cũng trình bày, khi Tuấn thanh tra dự án chợ vải, lúc đó dự án này là dự án tốt nhất của SCB. Tổ 4 của bị cáo Tuấn đã làm hết trách nhiệm, đã xác minh thực địa. Khi xác minh, tổ 4 thấy có thể bán ngay lập tức để thu tài chính cho SCB vượt qua khó khăn sau khi tái cơ cấu. Dự án này đã hoàn thiện, đã có kiosk cho các khách hàng mua ngay. Lúc đó thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đang khá sôi động. Ở giai đoạn 2 thanh tra, bị cáo Tuấn bố trí tổng hợp như các bị cáo khác trình bày, các báo cáo nộp trực tiếp cho trưởng đoàn thanh tra. Dù làm trong tổ tổng hợp nhưng bị cáo gần như không có vai trò gì. Tự bào chữa bổ sung, bị cáo Tuấn trình bày hiện nay bị cáo tuổi cao, có mẹ già cao tuổi, mong hội đồng xét xử xem xét tình hình cụ thể để có mức án phù hợp. Theo luật sư, tổ của bị cáo Tuấn là tổ duy nhất khảo sát lại hiện trường và có báo cáo quyết liệt chỉ ra sai phạm của ngân hàng SCB chi nhánh Chợ Lớn. Theo đó, báo cáo kiến nghị xử lý sai phạm và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giám sát SCB. Liên quan nhóm lãnh đạo cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước nhận tiền để bưng bít sai phạm tại SCB, ngoài bị cáo Tuấn còn 16 bị cáo khác, gồm bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng Nhà nước, bị Viện Kiểm sát đề nghị tù chung thân. Nhóm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ còn có bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, bị đề nghị từ 14 đến 15 năm tù do đã nhận 390.000 đô la Mỹ từ SCB. 14 bị cáo khác bị đề nghị từ 3 năm tù treo đến 12 năm tù. Luật sư Trần Bá Học bào chữa cho bị cáo Trần Thuận Hòa, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB cho rằng trong bối cảnh hợp nhất 3 ngân hàng thì bà Trương Mỹ Lan cũng như các bị cáo trong thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB nói chung và bị cáo Hòa nói riêng đã nỗ lực thực hiện một công việc chưa từng có tiền lệ. Vì những sự việc chưa có tiền lệ nên các bị cáo trong nhóm hội đồng quản trị rất khó khăn, thách thức trong việc quyết định thực hiện 71 khoản vay xử lý cho nợ xấu tồn tại trước đây theo phương án tối ưu nhất có thể. Theo luật sư, các bị cáo đã đồng ý bổ sung hàng loạt tài sản của tập đoàn Vạn Thịnh Phát vào để đảm bảo 71 khoản vay với giá trị tài sản được định giá gần 53.000 tỷ đồng so với tổng dư nợ gốc là hơn 19.000 tỷ. Như vậy, tài sản đảm bảo đã gấp gần 2,5 lần so với dư nợ gốc. Như lời khai của các bị cáo và các tài liệu chứng cứ có trong vụ án thì hành vi của bị cáo là có. Bị cáo Hòa cũng thừa nhận hành vi nhưng đề nghị hội đồng xét xử xem xét và đánh giá hành vi của bị cáo một cách khách quan và toàn diện. Những diễn biến tiếp theo của vụ án nghiêm trọng này sẽ còn được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!